các mô hình nướng tại bàn luôn được ưa chuộng trong các loại hình kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam và các nước trên thế giới. Đây là mô hình thu hút rất nhiều nhà đầu tư trong ngành ăn uống và rất nhiều quán kinh doanh thành công. Mô hình nướng tại bàn là mô hình kinh doanh rất tối ưu về nhân sự bếp và nhân sự phục vụ, tốc độ bán hàng nhanh, giúp giảm thiểu chi phí về nhân công và cơ hội kinh doanh thành công là rất cao. Nhằm đem đến những hiệu quả đầu tư cho học viên, thầy Y đã nghiên cứu thành công các giải pháp đưa hệ thống bếp các mô hình quán nướng theo mô hình bếp trung tâm được tổ chức theo hướng công nghiệp. Thầy đã triển khai giảng dạy cho nhiều học viên đưa ra những giải pháp sản xuất các loại sốt nướng, sốt chấm, sơ chế và đóng hộp các loại thịt, hải sản, rau, củ hoàn toàn theo hướng công nghiệp, có thể sản xuất với số lượng lớn, giúp giảm giá thành và nhân công rất đáng kể. Anh Long hiện đang sống tại Đồng Nai. Anh đã tìm đến thầy Y để thọ giáo những giải pháp tổ chức bếp theo hướng công nghiệp, đặc biệt là mô hình kinh doanh nướng tại bàn. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Trinh Long, mình đến từ Định Quán, Đồng Nai. Hôm nay mình đến thầy Y, mình học các phương pháp sốt nướng. Rồi hôm nay một ngày đầu tháng 8 năm 2022, thì anh Long từ Đồng Nai đến tìm thầy để học cái món nướng tại bàn. Phải nói là cái mô hình nướng tại bàn phải nói là món cái mô hình rất là tối ưu về nhân công, cũng như là cái những món ăn mà trên nướng tại bàn phải nói là món rất là đặc sắc và ngon nhất, tại vì khách hàng có thể là lựa chọn những cái sốt nướng theo ý thích và cũng như là nước chấm, rồi tự nướng để ra những cái món ăn ngon từ heo, bò, rồi gà, rồi hải sản. Anh đã được thầy Y truyền dạy các bí quyết sản xuất các loại sốt ngon đẳng cấp để ứng dụng cho các món nướng. Các loại nguyên liệu để chế biến các món nướng đã được thầy Y hướng dẫn cách chọn lọc, sơ chế, xiên que và đóng hộp bảo quản. Các loại nước chấm, sốt nướng được định lượng chính xác theo các công thức chuẩn, được làm sẵn, dự trữ để sử dụng cho nhiều ngày. Các loại sốt nướng ngon như sốt nướng muối ớt, sốt nướng Âu, sốt nướng Tây Bắc, sốt nướng xuyên tiêu, sốt nướng lạc cảnh, khi kết hợp với các loại thịt nướng sẽ rất ngon và độc đáo. Các loại sốt chấm ngon như muối ớt xanh, sốt chấm Âu, sốt chấm Trung Hoa, sốt chấm Tây Bắc giúp tạo hương vị đặc sắc và đa dạng. Với 5 loại sốt nướng và 4 loại sốt chấm thì phải nói là khách hàng có một cái thế giới về món nướng ha, tha hồ mà có thể chọn được. Và như vậy là làm thứ công nghiệp như vậy là rất là có thể là làm số lượng lớn ha, và bảo quản như nhiều ngày, thành ra giảm nhân công tối thiểu. Và khi bán thì hướng dẫn là cách ra đồ, cách quét sốt cho các loại thịt hải sản để đưa ra những cái đĩa. Đó thì các bạn có thể là bày trí ha, bán hàng rất là nhanh chóng. Và khách hàng có thể là tự nướng ha, với những lò than rất là nóng. Đó thì những mô hình như này thì rất là tối ưu ha, thì rất là hiệu quả khi các bạn kinh doanh. Quá trình học mình cảm thấy thầy rất là nhiệt tình, tư vấn những điều không biết thầy tư vấn cặn kẽ. Và công thức của thầy rất dễ hiểu, đơn giản. Mỗi món ăn, mỗi nước sốt đều có một hương vị khác nhau, và nước chấm khác nhau. Mình cảm thấy món ăn rất hợp khẩu vị, có thể phù hợp với mọi lứa tuổi. Cuối cùng mình xin cảm ơn thầy đã truyền cho mình bí quyết sốt nướng để cho mình tự tin hơn trong quá trình mở quán. Mình xin cảm ơn thầy. Những bí quyết chế biến của thầy Y rất đơn giản, chế biến theo hướng công nghiệp, giúp cho anh Long dễ dàng tiếp thu, có thể kiểm soát hoàn toàn chất lượng món ăn, giảm giá thành, giảm nhân sự bếp rất đáng kể và giảm thiểu rủi ro từ con người. Giờ đây, anh Long đã tự tin để tổ chức lại hệ thống bếp của nhà hàng mình, tự tay sản xuất, chế biến các loại sốt nướng, sốt chấm ngon để triển khai kinh doanh tại Đồng Nai. Chúng tôi chúc anh gặt hái nhiều thành công.